Chào các bạn đã đến với Việt Di Trú Channel. Thế là một tháng đi qua và tháng 11 thì có rất nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới, mà có sự kiện là APEC diễn ra ở Việt Nam. Không biết các bạn ở Việt Nam có bạn nào của Việt Di Trú có cơ hội tiếp Tổng thống Trump hay là được cơ hội gặp ông Tổng thống Trump không nhỉ? Thì nói cho vui thôi. Thì trở lại thì tôi sẽ nói về cái lịch visa của tháng 12. Các bạn theo dõi lịch visa tháng 12 nhé. Lịch visa tháng 12 F1 ngày 1 tháng 2 năm 2011 tăng 1 tuần. F2A ngày 22 tháng 12 năm 2015 tăng 5 tuần. F2B ngày 22 tháng 11 năm 2010 tăng 1 tuần. F3 ngày 08 tháng 9 năm 2005 tăng 3 tuần. Và F4 ngày 8 tháng 6 năm 2004 tăng 2 tuần. Chúng ta có thể thấy là dự toán của lịch visa tháng 12 và lịch visa tháng 12 của F4 thì đúng chính xác là tăng 2 tuần luôn. Ok, chúng ta trở lại với dự đoán lịch visa tháng 1 năm 2018. Thì cái dự đoán tháng 12 thì cái F4 là nó đúng chính xác như là cái lịch visa 12, nên bây giờ chúng ta sẽ xem cái dự đoán tháng 1 năm 2018 như thế nào nhé. Sau đây là dự đoán lịch visa tháng 1 năm 2018. F1 ngày 8 tháng 3 năm 2011, tức là tăng 3 tuần. F2A ngày 15 tháng 1 năm 2016, tức là tăng 3 tuần. F2B ngày 8 tháng 12 năm 2010, tức là tăng 2 tuần. F3 ngày 22 tháng 9 năm 2005, tức là tăng 2 tuần. F4 ngày 22 tháng 6 năm 2004, tức là tăng 2 tuần.